Anh em, chào mừng anh em đã đến với channel sửa chữa Bình Thịnh nha. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ cho Thịnh cũng như cập nhật những kiến thức sửa chữa theo hữu ích theo ngày tháng anh em nha. Hôm nay Thịnh dành thời gian giới thiệu với anh em một video clip ngắn về những lưu ý xung quanh dịch vụ thay pin cho Oppo F3 Lite. Đây, trước mặt anh em là viên pin cho Oppo F3 Lite. Pin Oppo F3 Lite nó có cái mã model đây anh em xem. Đó là BLB621. Nè, mỗi một cái viên pin Oppo nó sẽ có một cái model của F3 Lite là BLB621 nha anh em. Đây, có một số cái thông số ở đây nó ghi pin LiPo. Đó, lithium polymer nè. Rồi, dung lượng là 3010 mAh nè. Đây, tổng quan về viên pin Oppo F3 Lite nó luôn có bao gồm hai thành phần anh em. Thứ nhất là cái cell pin là cái phần này. Và thứ hai là mặt pin là phần này. Cell pin là nơi mà tích lũy cái điện năng 3010 mAh là tích lũy trong cái cell pin. Trên mặt pin thì có những con IC diode điện trở vân vân để nó đảm nhận cái quá trình điều tiết cái dòng sạc nạp vô và cái cấp năng lượng ra cho máy hoạt động. Trên mặt pin thì nó sẽ có một cái dây socket này sẽ đưa ra bên ngoài để mục đích là nối với mainboard, thì khi đó viên pin nó mới thực hiện được cái tính năng của nó. Rồi, để khi nào mình cần thay pin Oppo F3 Lite, Thịnh xin chia sẻ với anh em một số những lưu ý và một số những dấu hiệu điển hình nhất của việc hư pin F3 Lite. Thứ nhất là viên pin bị phù. Anh em thấy nếu một ngày viên pin của anh em nó phù lên, nó làm bung cái nắp lưng lên. Nếu mà phù to có thể làm bung cái nắp lưng lên luôn. Đó, pin phù chắc chắn là dấu hiệu khẩn cấp luôn để mình sớm đi thay thế. Sử dụng pin phù rất là nguy hiểm, về rủi ro cháy nổ nữa anh em. Rồi thứ hai, đó là pin máy bị tắt nguồn khi mà pin vẫn còn. Có nghĩa là anh em đang sử dụng, anh em thấy pin nó còn 20-30%, tự nhiên nó tụt cái vèo xuống 0% luôn, nó hết pin luôn. Lúc này mình cắm sạc vô thì lại báo không còn miếng pin nào hết. Khi này thường nó sạc rất là nhanh, pin sạc nhanh đầy và sử dụng nhanh hết là dấu hiệu điển hình của hư pin. Rồi dấu hiệu thứ ba, đó là anh em cắm sạc mới sử dụng được mà rút sạc ra nó tắt nguồn. Dấu hiệu này anh em nào không biết, anh em nghĩ bị chạm mặt cái gì đó, nhưng mà đây là dấu hiệu của hư pin. Có nghĩa là cục pin nó quá chai rồi, nó không trữ được miếng năng lượng nào ở trong cell nữa, nên là nó chỉ là cái cầu nối trung gian giữa nguồn điện trực tiếp từ bộ sạc để mà nó cắt cho máy thôi. Ba dấu hiệu đó rất là điển hình của việc hư pin. Dấu hiệu thứ tư thì nghe có vẻ là giống như hư pin, nhưng lại nhiều trường hợp là bị vấn đề khác, đó là việc pin tụt nhanh. Nếu mà pin tụt nhanh anh em thấy nó đi kèm với nóng máy là gần như chắc chắn không phải do cục pin. Đó, nếu mà nóng máy bất thường, máy lúc nào cũng hấp nóng nóng, thì cái việc mà pin tụt nhanh đó 90% là do máy nó bị hao nguồn. Hao nguồn có nghĩa là gì? Nó chạm những cái IC trên bo mạch. Đó, nó gây hao nguồn. Mình lấy ví dụ đây là một cái bo mạch, một cái main bo nè. Đó, ví dụ main bo, những cái IC, những con linh kiện điện tử trên đây nó bị chạm, bị vô nước hay bị một vấn đề gì đó, nó cứ ăn nguồn liên tục, nó sẽ rút pin liên tục. Khi này anh em có thay bao nhiêu cục pin đi nữa nó cũng không giải quyết được vấn đề hao pin. Đó, những lúc gặp tình trạng này anh em phải mang máy đến cơ sở sửa chữa để họ kiểm tra chính xác lỗi gì, thì chúng ta hãy tiến hành làm. Chúng ta đừng có yêu cầu thay pin ở trường hợp này. Bởi vì sao? Nếu mà anh em thay pin xong, anh em yêu cầu người ta thay pin thôi, sau đó anh em về xài không hết, thì anh em tốn tiền pin mà anh em vẫn phải sửa cái phần hao nguồn trên main nó mới sử dụng lại được chứ. Đó, nên là lãng phí thời gian và cả tiền bạc của mình nữa mà không cần thiết anh em ha. Anh em lưu ý giùm Thịnh cái dấu hiệu cuối cùng này. Đó. Rồi, vậy thì cái việc thay pin cho Oppo F3 Lite nó phụ thuộc vào hai yếu tố sự quyết định chất lượng của dịch vụ này. Thứ nhất là cái chất lượng của pin sử dụng để thay thế nè. Như Thịnh thì hình dung cái loại pin này là pin tốt nhất trên thị trường hiện tại của dòng Oppo F3 Lite. Pin được Thịnh bảo hành 6 tháng. Đó, thì một cái cục pin chất lượng tốt anh em gắn vô anh em xài sẽ thấy y chang như cái máy chúng ta lúc ban đầu. Đó, rất là tốt và nó bền nữa. Nhiều khi anh em xài không xài với cường độ quá nhiều thì việc xài thêm vài năm, một năm mấy, hai năm, thậm chí hai năm hơn tuổi thọ cục pin là bình thường ha. Rồi, vấn đề thứ hai đó là tay nghề của kỹ thuật viên thao tác. Một đơn vị mà chuyên vào sửa chữa thì họ thay cục pin nó rất là đơn giản thôi, nó không có mất nhiều thời gian và cũng không có làm ảnh hưởng gì đến thiết bị của anh em hết. Nhưng mà ngược lại, với một đơn vị không chuyên về sửa, hoặc là anh em mua pin về anh em tự thay thế, thì anh em lưu ý giùm Thịnh cái rủi ro mà hay gặp nhất, đó là việc quá trình anh em tháo máy, anh em tháo những cục pin cũ ra khỏi máy á, nó bị hư hỏng những linh kiện khác. Bởi vì sao? Việc đó nó không hề đơn giản anh em, nếu anh em không có kinh nghiệm và sự khéo léo nhất định. Thịnh lấy ví dụ cục pin Oppo, đây là một cái khung sườn máy Oppo này, cục pin Oppo nó sẽ gắn vô như vậy.
và nó kết dính bằng cái gì? Nó kết dính bằng hàng loạt miếng keo dưới đây, nên anh em thấy 1 2 3 4 5 mấy đường keo lận, keo ngang, keo dọc đủ thứ hết. Đó, và dưới những cái đường này là có những cái cáp, như thế này là cáp màn hình nó nối lên nè. Đó. Có phải là nếu mà anh em mở cái viên pin này ra nó rất là khó khăn, bởi vì nó kết dính keo rất là chặt. Nhưng mà khi một khi mình mở ra mình không biết, mình hoàn toàn có thể chọt vô làm đứt những sợi cáp này. Cáp này có thể là cáp màn hình, có máy thì chỉ có một cáp, có máy là rất nhiều cáp. Cáp màn hình, cáp sạc, cáp cáp nối từ bẹ mặt lên, rất là nhiều kiểu cáp. Đó, thì khi đó anh em có phải là anh em đã tự mình thay vì máy chỉ hư pin mà giờ là đổ đốn ra tùm lum lỗi hết anh em ha. Nên anh em lưu ý giùm Thịnh, nếu anh em ở thành phố Hồ Chí Minh em cứ mang máy qua, Thịnh sẽ thay thế trực tiếp và nhanh chóng cho anh em lấy ngay thôi, rất là đơn giản. Nhưng mà nếu anh em ở cái tỉnh thành xa, anh em muốn mua pin về thì anh em phải mang máy ra cho cửa hàng người ta thay thế để người ta chịu trách nhiệm. Chủ yếu là mình cần người ta chịu trách nhiệm trong cái việc bảo toàn những cái tính năng máy, những cái bộ phận khác của anh em. Đó là một cái sự lựa chọn Thịnh theo Thịnh là tốt nhất. Rồi ok, trên đây Thịnh chia sẻ với anh em những kiến thức hữu ích xung quanh vấn đề hay pin cho bộ Epaline. Nếu anh em có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn giải đáp cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh ha. Thông tin Thịnh có để bên dưới, Thịnh luôn sẵn sàng kết giao bằng hữu và hỗ trợ anh em tận tâm nhất. Cảm ơn anh em đã theo dõi video clip này.